Hello, xin chào tất cả các bạn. Lâu lắm không gặp rồi đúng không ạ? Cho nên là tuần này là cô A sẽ livestream mùa các bạn nhé. Nha, tuần này cô A sẽ live vào thứ hai này, thứ tư này và thứ sáu, 3 ngày, 3 đề cho các bạn luôn để chúng mình theo kỳ tốt nha. Ok. Rồi các bạn bơi vào đây để chúng ta cùng bắt đầu nha. Ok. Hôm nay cô A sẽ chữa test một trước. Sau đó là cô sẽ thứ tư sẽ chữa test 2 nhá. Ok rồi, bài này cô đã để phần cuối tuần rồi, hy vọng là các bạn đã làm rồi để chúng ta sẽ chữa được một cách hiệu quả. À, xin mời các bạn vào nhé, để qua mở thêm máy nữa nha. Cô đang dùng một cái phần mềm khác cho nên là đang dùng OBS chứ không dùng như mọi lần, nên cô lại phải check lại một chút. À ok được rồi, ok được rồi, chính xác, bắt đầu luôn. Được rồi, nào chúng ta bắt đầu vào nhé. Bài đầu tiên của chúng ta sẽ về việc gì đấy ạ? Trọng âm của từ. Position a primary stress in each of the following a question. Ok, nào chúng ta bài đầu tiên về trọng âm nhé. Ôi hình như cái này cô quên chưa bỏ cái này mất. Đây để cô bỏ đi cho nó. Đó rồi, nhìn cho đỡ kiểu nhớ biết là tưởng là sai chính tả đúng không ạ. Rồi nào chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhá. Thôi qua sẽ bắt đầu thôi, các bạn là vào sau thì chúng mình học sau nhé. Câu số 1 đáp án của chúng ta sẽ là gì đấy ạ? Các bạn cùng comment với cô nào. Đáp án câu đầu tiên của chúng ta sẽ là đi đó đúng không ạ? Vâng, ở đây chúng ta sẽ đọc là gì ạ? Âm tiết số 1 đó cho cô là danger. Các từ gọi là âm tiết số mấy ạ? Số 2 đúng không ạ? Enroll nhập học đúng không ạ? Promote require, à âm tiết số 2 nhá. Rồi tiếp tục nào, câu số 2 đáp án của chúng ta sẽ là gì? À các bạn cùng comment với cô nào, để cô xem các comment của gì đây. Nhớ về làm cùng nhá, cái này làm đáp án rồi đây, các bạn làm đáp án rồi đây, để tận cuối tuần rồi gì nữa đúng không? Đây để quay lại đây để cô phải nhìn được các bạn cô mới. Rồi ok, công nhận cái phần mềm trước vẫn thích hơn thật, nhưng mà các phần mềm trước cô làm thì nó quen rồi, nhưng mà vấn đề là bây giờ cái phần mềm đấy nó không cần thiết với cô nữa, nên cô không dùng nữa. Ok, cái nào lúc nào cần ra dùng thôi. Ok, nào câu số 2 của chúng ta sẽ là gì ạ? A nhé. Ok, optimistic. Âm tiết số mấy nhỉ? Âm tiết số 3 nha. Các từ gọi là âm tiết số 2. Cả lớp là theo cô 2 nhỉ? 2 3 diversity, environment và assimilate. Assimilate có nghĩa là gì nhỉ các bạn nhỉ? Từ này có nghĩa là gì ạ? Đồng hóa nhé. Tóm lại là gì? Cứ có letter A đứng đầu thì trọng âm sẽ rơi ngay đằng sau nó các bạn ạ. Vâng, cho nên câu này của chúng ta sẽ là A các bạn nhé. Bài dưới của chúng ta sẽ bài về phát âm nào. Câu số 3 đáp án của chúng ta đương nhiên phải là gì đấy ạ? À, B-boy đúng không ạ? Vâng, sẽ B-boy nhé. Influenced, influenced, âm tiết số 1. À quên xin lỗi, đọc là thờ nhé. Bởi vì đơn giản là gì các bạn thấy cho qua này. Cái từ này kết thúc chữ gì đây? C đúng không ạ? C đúng không? Đó. Cho nên mình sẽ đọc là gì ạ? À, là th, th. Các từ lại mình sẽ đọc là d. À, cả lớp được cái qua nhá. Nào, terrified, averaged, accompanied. Ok. Rồi. À, câu dưới nào. Đáp án của chúng ta sẽ là gì đây các bạn? Câu 4 của chúng ta đọc theo qua nhá. Identity, final, applicant, decide. Vâng, với câu này của chúng ta sẽ là C nhé. Vâng, và cái tên mình đọc là gì đấy ạ? Ai? Được chưa? Các từ lại mình sẽ đọc là, à xin lỗi nhầm, đọc là y, cô đây nhầm, đọc là y ạ. Và các từ còn lại mình sẽ đọc là ai, chào cô nhé. Rồi, qua chào Mason nhé. Rồi, ok, tiếp tục nào, câu số 5 cho cô nhé. It is not until 25th, December the 25th, the exam will be designed. Các thấy cho qua là đây có phải cấu trúc ngay thuở lớp 10 mình học được không ạ? Mãi đến khi thì đúng không ạ? Và mình sẽ là gì đây? It is not until. Đúng không? It is not until chấm 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 chấm. Đi với gì các bạn? Cô đợi các bạn chứng minh, cô đợi đáp án của chúng mình nhé. Nào các bạn comment đi ạ. Sẽ là gì đấy ạ? It was not until chấm chấm. Phải đi với that. Đúng rồi, các bạn ghi nghĩa cho qua đi ạ. Vâng, it was not until hoặc là it is not until cũng thế thôi đúng không ạ? Chấm chấm that. Người ta dịch là mãi đến khi thì. Các bạn viết đi qua đợi chúng mình nhé.
mãi đến khi thì đúng rồi, bạn Mason rất là tốt ạ. Tiếp tục ạ, câu 6 cho qua đi ạ. Câu 6 đáp án sẽ là gì đây? 10 minutes earlier, you could have got a better seat. Nhớ cho qua là cái từ này nhé, cái chỗ ghế ngồi đọc là seat, seat. Y dài cho cô nhá, seat. Ok, take a seat. Tức là mời bạn ngồi đúng không ạ? Một cách rất lịch sự đúng không? Thì bạn thấy cho qua là ở đây mệnh đề chính của chúng ta ở đây sẽ là gì? Good have cộng với phân từ hai rồi đúng không ạ? Vâng, vậy thì suy ra đây là câu điều kiện lại mấy các bạn? Câu 6 này là câu điều kiện lại mấy các bạn nhỉ? Chắc chắn là câu điều kiện lại mấy nhỉ? Lại mấy? Lại ba đúng không ạ? Thế thì cô lại ba thì cái chỗ cái mệnh đề cô gọi là mệnh đề phụ này, chúng ta phải dùng quá khứ hoàn gì? Chúng ta phải dùng nhỉ? Quá khứ hoàn thành. Có đúng không ạ? Vâng, thế thì tức là quá khứ hoàn thành phải là gì nhỉ? Đúng rồi, phải là gì? S cộng với had và cộng với phân từ gì? Phân từ hai. Đúng không ạ? Vâng, nhưng vấn đề ở đây là các bạn thấy không có cái câu nào nó cấu trúc như qua vừa viết ở trên. Đúng không ạ? Vâng, vậy thì câu này của chúng ta nghĩ ngay là cấu trúc gì? Đảo, nhớ chưa? Rồi, ok. Và cấu trúc câu đảo của chúng ta sẽ là gì đấy ạ? Had cộng chủ ngữ và cộng với phần thứ hai. Cho nên câu này của chúng ta sẽ phải là A nhé. Ok. Rồi. Nào, con mời chúng mình sang câu số 7 nhé. Câu số 7 nào. In some parts of the country, prices are down in others. Có gì câu này như sau nhé. Ở một vài nơi trên ở thành phố thì giá cả cao hơn ở nơi khác. À, ở đây các bạn thấy cho cô A là có từ dán. Vậy thì chắc chắn câu này của chúng ta phải là so sánh gì đấy ạ? So sánh gì đấy ạ? Đương nhiên là so sánh gì? So sánh hơn rồi đúng không ạ? Vâng, câu này của chúng ta vậy là hai là tính từ ngắn. Vậy cho nên câu này của chúng ta sẽ phải là gì nhé? Nhờ, higher and higher. À, giá cả ngày càng trở nên cao hơn. Thế thì higher and higher này nó là gì ạ? Cô gọi là so sánh gì ạ? So sánh bộ ngày càng trở nên cao hơn. Các bạn nhé. Rồi ok. Nào câu số 18 nào. There's no excuse for. Các bạn nhớ cho qua cấu trúc nhé. Excuse for. Excuse for có nghĩa là lời biện hộ cho một cái gì đó nhá. Your late submission, you the report by last Monday. À câu này qua dịch như sau ạ. Chẳng có cái lời biện hộ, chẳng có một cái lý do nào đúng không? Cho cái việc nộp bài muộn của bạn đâu. À câu này có nghĩa là gì ạ? Bạn đáng nhẽ ra nên hoàn thành bản báo cáo trước thứ hai tuần trước. Đúng ạ? Vâng, vì qua dịch như vậy rồi, đương nhiên đây là chuyên đề về modal verb đúng không ạ? Nhớ chưa? Rồi, vậy thì câu này của chúng ta chỉ có thể là tám là gì ạ? Là A, nhớ chưa? Rồi, ok. Đáng nhẽ ra nên. Nhưng mà thực ra là bạn ấy có nộp báo cáo này trước ngày thứ hai không? Không. Cho nên chúng ta mới dùng cấu trúc là should have cộng phân thứ hai. Bạn nhớ cho qua nhé. Và nhớ là nếu như mà chúng ta dùng should ạ, should ạ mà cộng với động từ nguyên dạng ấy, đó thì là should cộng động từ nguyên dạng này thì là dùng ở trong hiện gì hiện tại thì chúng ta mới dùng should cộng động từ nguyên dạng nhá. Ok, đang rồi câu số 9 nào. University is an institution of higher education and research which grants academic degrees đúng không ạ? Nào có dịch như sau ạ. Là cái đại học là một cái việc học cả là một học viện mà học cao cao lên học và nghiên cứu đúng không ạ? Mà làm sao grant, cái từ grant này nghĩa là thưởng ạ. Vâng, tức là gì ạ? Cấp bằng về học thuật cho chúng ta đúng không ạ? Vâng, vậy câu 9 của chúng ta sẽ là gì đây các bạn? Ôi đúng rồi, sẽ là A nhá, quá chuẩn luôn, bởi vì university là letter U đứng đầu đúng không ạ? Vâng, vậy thì nó sẽ là một bán nguyên âm. Bán nguyên âm cho nên mình đọc là U. Phiên âm của nó sẽ là U. Đây qua bảng này. Đây nha, phiên âm của nó thế này này. U, like this, ok. Vậy mình không nói là an mà vì nó là a university, ok. Rồi, câu số 10 nhé. My parents lent me the money. I couldn't have afforded the trip. Ở đây mình có động từ là afford. Afford tức là gì ạ? Có khả năng làm gì đó về mặt gì? Có khả năng làm gì đó về mặt, ý là về gọi là gì nhỉ? Về về chi trả, về về tiếng Việt gọi là finance, gọi là gì nhỉ? Tài chính, đúng rồi, chính xác. Oh my goodness. Nói tiếng Việt là thật sự là làm một vấn đề của cô luôn đấy các bạn ạ. Rồi qua dịch qua này như sau nhé. Nào, bố mẹ tôi cho tôi mượn tiền. À, đúng không ạ? Gì đấy? À, tôi không thể nào có khả năng chi trả cho chuyến đi đó được. Rồi, vậy thì câu 10 của chúng ta chỉ có thể là gì đấy ạ? Bố mẹ không cho tiền thì còn lâu mới đi được đúng không? Cái kiểu như vậy đúng không? Ok, cho nên câu này của chúng ta sẽ phải là
Be void. Otherwise, người ta dịch là nếu không thì. Nhưng bạn còn lại cũng comment đi ạ. Rồi, therefore là do vậy. Only if là chỉ nếu. However là tuy nhiên. Nha. Trong trường này tuy nhiên nghe không hợp lý, đúng không ạ? Nha. Ok, rồi. Cho nên câu 10 của chúng ta sẽ phải là be void nhé. Câu 11 nào. Mr. Parson has three daughters age which concern him much. Ông Parson này có ba đứa con gái đến tuổi kết hôn rồi. Cái điều là điều đó làm cho rất là quan tâm. À, rất là quan tâm điều đó đúng không ạ? Con nhớ cho qua nhé. Ở đây có dấu phẩy này. Nhìn nhá. Đó, trên đề đại từ quan hệ này có dấu phẩy này. Vậy thì chúng ta sẽ có từ which thay thế cho cả cái mệnh đề đứng đằng trước nó. Đúng không ạ? Nhá. Đó, ok. Nào, đến tuổi tức là ở cái độ tuổi kết hôn ạ. Vâng, vậy thì câu 11 của chúng ta bạn Mason là C là không đúng rồi. Marriageable. Marriageable age, tuổi kết hôn. À, đến tuổi kết hôn nhá. Rồi. Câu số 12 nào. If you're lonely, you should go out and try to a friendship with someone you like. À, nếu bạn cô đơn thì bạn nên đi chơi và cố gắng cái gì đấy, một mối quan hệ tình bạn với một ai đó bạn thích. Nào, đương nhiên phải là gì? Bắt đầu một mối quan hệ đúng không ạ? Vâng, vậy câu này của chúng ta sẽ là gì đây? Nào, ở đây chúng ta rất hay dễ bị nhầm giữa từ A và từ D. Bắt đầu một ví dụ một sở thích hay là một cái trò một cái sport, cái thể thao ạ, thì bạn sẽ là take up a new kind of sport, a new kind of sport thì được, thì take up được nhá. Break up có nghĩa là gì nhỉ? Là tan vỡ, kiểu mối quan hệ tan vỡ đúng không? Hold up có nghĩa là gì nhỉ? Đợi đã, đợi đã. Giống như kiểu là một người gọi điện cho mình là hold up, hold up, đợi đã đúng không? Rồi, còn đây là bắt đầu mối quan hệ, bạn sử dụng cho qua cấu trúc là strike up. Ok, rồi cho nên câu này của chúng ta sẽ phải là đi đâu nhé. Câu số 14 nào, à 13 nào. A lot of different conservation efforts have been made to save species. Rồi, nào, rất nhiều cái nỗ lực để bảo tồn, những cái nhiều nỗ lực khác nhau để bảo tồn các loài á, đã được đưa ra để bảo tồn những cái loài, đương nhiên là các loài đang gặp nguy hiểm rồi, phải không ạ? Vâng, cho nên câu này của chúng ta sẽ phải là gì đây ạ? Sẽ phải là gì đây? A nhá, endangered, endangered species, là các loài đang gặp nguy hiểm, thấy chưa? Rồi, available là có sẵn, plant eating là ăn thực vật, contaminated là gì nhỉ? Là tiếng Việt gọi là bị nhiễm bẩn. Nhiều khi không biết nói tiếng Việt của gì luôn. Ok. Đó, bao giờ các bạn tư duy bằng tiếng Anh được hoàn toàn thì lúc đấy nó rất nhẹ nhàng luôn. Giờ 14 nào. 14 nhỉ? It is stated that we are now in the first stages of a battle for the life on the earth. Nào, câu này nghĩa gì ạ? Câu này là người ta thông báo rằng, hôm nay chắc nhiều bạn không biết cô đang livestream đâu. Tại vì lịch cô đang bị lung tung đúng không? Đợt rồi cô bận lắm, không thời gian, cô kiểu rất là muốn cố định luôn ý. Nhưng mà đến lúc cố định thì quá nhiều lịch luôn. Nào, người ta thông báo rằng là gì ạ? Bây giờ chúng ta đang ở cái gọi là cái giai đoạn đầu tiên, ở đây mình gọi là stage, có nghĩa là cái giai đoạn nhá. Ở những cái giai đoạn đầu tiên của cái trận là battle, battle có nghĩa là cái của cái trận chiến ạ, đúng không? Rồi, cho cái gì của cuộc sống trên trái đất? Cho cái gì nhỉ? Đương nhiên là phải cho cái sự ổn định rồi đúng không ạ? Sustainability. Sustainability. Ok. Rồi, ok. Thấy chưa? Rồi ý nghĩa ạ. Ở đây mình có cấu trúc là gì ạ? Take responsibility for nhá. Đấy cô, cái này cô chưa xóa đấy ạ. Ở đây chúng ta có cấu trúc là nếu mà ở đây mà responsibility thì phải đi before chứ ạ. Đúng không? Tức là có trách nhiệm về ai đó, đúng không? Reservation tức là sự gọi là gọi là gì ạ? Sự bảo tồn, sự giữ gìn, duy trì đúng không ạ? Purification có nghĩa là sự làm cho tinh khiết, là nó trong sạch ạ. Kiểu là purify water, bạn biết cái ví dụ như là cái gì đây, có trách nhiệm. Ừ, đây trách nhiệm à. Ok, so we say purification có nghĩa là giống kiểu nước tinh khiết là purified, nếu quá biết từ này nhá. Purified water đấy, được chưa? Người ta gọi là nước tinh khiết nha. Rồi câu dưới là cấu trúc cực kỳ quen luôn các bạn ạ. Đấy nha. My college graduation was a real day for my whole life. À, tức là gì ạ? À, cái à, làm cái ngày rất là đáng nhớ ạ. Vâng, cái ngày tốt nghiệp đại học ấy là ngày thực sự đáng nhớ trong cuộc đời của tôi. Vâng, và đây là một cái idiom các bạn nhé.
Và cấu trúc của chúng ta sẽ là a real red letter day. Yeah, là một ngày rất là đáng nhớ. Ok. Rồi. Không có red brick hay là gạch gạch đỏ hay là mực đỏ hay là cái băng đỏ. No 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 no. Ok, no. Ok, cô giới nhá. My new year's this year is to spend less time on Facebook and more time on my schoolwork, but I'm not sure I will keep it. Cái gì đó năm mới của tôi năm nay là gì ạ? Dành ít thời gian vào Facebook thôi và nhiều thời gian để làm bài tập ở trường, nhưng tôi không chắc chắn tôi sẽ giữ cái kế hoạch đấy. Đúng không? Kế hoạch thì rất là nhiều, nhiều vấn đề có thực hiện được không là vấn đề chứ, đúng không? Đó mới là vấn đề rồi. Còn ai chả biết ra được cái hay để làm, đúng không bạn? Nha. Cho nên là các bạn thấy không ạ, cuộc sống này á, thực ra người nghèo vẫn nhiều hơn người giàu vì như vậy mà. Vì là rất nhiều người mong muốn nhưng họ không thực hiện. Các bạn ạ, đó, luôn luôn như vậy luôn. Đó. Có thể họ đưa ra rất nhiều kế hoạch nó kia nhưng họ không thực hiện thì vẫn mãi như thế rồi, đúng không ạ? Đó nhá. Nào, chúng ta cùng bắt đầu cho bài tiếp cô dưới nào. Nào, ở đây mình có từ resolution. Resolution có nghĩa là gì ạ? Là những cái kiểu như là cái giải pháp ạ. Nào, bạn ghi nghĩa nhá. Giải pháp là salutation có nghĩa là lời chào. Wish điều mong ước, đúng không? Pray có nghĩa là sự cầu nguyện. Pray. Yeah, pray. Ok, vâng ạ. Vậy thì câu 16 của chúng ta ở đây sẽ phải là gì đây các bạn? Sẽ là gì đây ạ? My New Year's. À, chỗ này mình được dịch là cái giải pháp mà mình dịch là gì ạ? Mình hiểu là cái kế hoạch. Trong trường này mình dịch là kế hoạch, đúng không ạ? Vâng, cho nên câu này của chúng ta danh từ gì đây các bạn? Còn lại trừ đi, pray là cầu nguyện, không phải là wish. Không ai nói là New Year's wish cả, đúng không? Rồi, cho nên câu này của chúng ta sẽ là resolution nhá. Trong trường này mình dịch là cái kế hoạch của năm mới, ok? Rồi, không phải là pray, no, of course. Rồi, như vậy nhé. The company allows some customers to buy goods on and pay for them later. À, mình chú ý câu này rất nhiều bạn nhầm bảo là on cash. À, trả bằng tiền mặt đấy ạ. Cũng đúng thôi, nhưng phải nhìn về sau nữa. À, mình hay quên về sau. Pay for them later. Giả là trả tiền sau. Thì cái gì hình thức mua hàng gì mà mua hàng, lấy hàng trước xong trả tiền sau nhỉ các bạn nhỉ? Đó là gọi là trả bằng, gọi là gì nhỉ, tiếng Việt gọi là trả bằng gọi là tiếng Việt gọi là trả góp, đúng rồi, trả góp. Vâng, so we say to buy goods on credit. Vâng, các bạn ghi vào đi. Vâng, các bạn ghi vào đi, hiểu chung nhỉ? To buy goods on credit có nghĩa là mua trả góp, được chưa? Card là bằng thẻ này, check có nghĩa là bằng xét này, cash là bằng tiền mặt thì không phải rồi, đúng không ạ? Như đây là pay for them later mà, đúng không? Nhá. Yeah. Rồi câu 18 nào. Mr. Park Hansel, a Korean coach, is considered a big in Vietnam football. Nào, ông Park Hansel là một huấn luyện viên của Hàn Quốc, được coi như là một cái gì đó của bóng đá Việt Nam. Được coi là gì các bạn? Đương nhiên là gì ạ? Là một người có quyền lực, ông quá quyền lực luôn đấy chứ các bạn ạ, đúng không? Vâng, vậy thì đây sẽ là gì đây? Bread, bánh mì, cheese, phô mát, sandwich hay là trứng ạ? Egg. Là cái gì đấy ạ? A big, a big. Big gì đây? Big cheese. Đây phải phô mát đâu, mà có ý nghĩa đấy ạ. A big cheese là một miếng phô mát to, tức là người có quyền lực. Các bạn hiểu đi. Vâng. A big cheese. Hai chấm. À, đoán thế thôi ạ. So we say, người có quyền lực nhá. Rồi, 19 nào. Tony and Bob are talking in their classroom. Chưa thì em có hóm rồi. I need some water. Chưa rồi, cô nhớ rồi. Hôm nay con ăn cơm với lạc các bạn ạ. Ngon cực kỳ luôn, ăn cơm lạc giang. Ăn cơm lạc giang nhưng mà rất dễ bị ho vì lì lạc luôn. 19 nào. Chứ cái họng cô này nó lại quá tốt rồi các bạn ạ. Một năm mang tiếng làm nghề dạy học thôi, nhưng mà thật sự là cái giọng cô khỏe lắm các bạn ạ. Hiếm khi phải uống thuốc ho kìa, hiếm luôn đấy các bạn ạ. Vâng, hiếm luôn. Các cô chỉ bị ho khi mà cô bị lạnh thôi. Cô bị lạnh thôi. Năm nay chưa chưa thấy ho lần nào. Gọi là mạnh cả, bởi vì đơn giản ở trong nhà nhiều quá là gió không vào nhà, không vào người được. Ok, giờ câu 19 nhé. Tony and Bob are talking in their classroom. Tony và Bob đang nói chuyện trong lớp. Chúng tôi sẽ mua cho
Charlie một cái món quà nhân dịp gọi là graduation, nhân dịp gọi là tốt nghiệp đúng không ạ? Vâng, vậy người kia, vậy thì cái bạn bộ bạn ấy sẽ nói thế nào các bạn nhỉ? 19 sẽ ngon, what's ngon? Mason, cái gì ngon đấy, Mason. Vậy 19 của người ta sẽ là gì nhỉ? À, trong tiếng Việt của mình có một cái thuật ngữ là Campuchia ấy à? Tức là mỗi đứa một ít đúng không ạ? Nhà các bạn học sinh sinh viên hay gọi là có một cái hay có một cái thói quen là đi uống trà hay uống cà phê thì Campuchia đúng không ạ? Vâng, thế trong trường này cũng vậy. Campuchia để mua quà. So we say, could I chip in? Các bạn ghi vậy ạ? Không phải kẻ chip chip nhỉ? Các bạn ghi vậy ạ? Could I chip in? Có nghĩa là tôi có thể góp tiền được không? Các bạn ghi nghĩa đi. Tôi có thể góp tiền được không? Bài này toàn câu hay các bạn, đề Kim Liên, đề đây là đề thi học kỳ của trường Kim Liên ạ, quá là hay luôn đấy các bạn ạ. Rồi, thế từ nha, chúng mình có cấu trúc là she's out of my league. She's out of my league. Out of my league có nghĩa là rời khỏi nhóm. Con ghi đi. Rời khỏi nhóm. Cô B nhé. Can you all be more down to earth? Down to earth có nghĩa là thực tế đi, chạm đất đi, đừng có bay lên trời nữa đúng không? Yeah, so we say thực tế. Ok. Rồi. Tiếp tục này. I'm ranking in money now. Wow, cấu trúc này quá là hay luôn. To be ranking in money có nghĩa là tôi đang kiếm được nhiều tiền. Bạn ghi nghĩa đấy ạ. Lạc lạc. Ok, Mason, ok. Yeah, that's right. It's so yummy, you know. Rồi. Bạn ghi đấy ạ. Ranking in money, it means I can earn a lot of money now. Tức là đang kiếm được nhiều tiền. Ok. Rồi, câu 20 nhé. Mai and Joey are talking about their favorite pastime. Mai và Joey đang nói chuyện với nhau về cái việc mà họ làm ở trong lúc thời gian rảnh rỗi ạ. Vâng, vậy câu 20 của chúng ta sẽ là gì đây? What sort of things do you like doing your free time? Và thời gian rỗi bạn thích làm gì? À Mai, Mai trả lời thế nào? Mai trả lời thế nào ạ? Đương nhiên là gì đây? Ok, yeah. I love checking out the shops for new clothes. Tức là đi đi lùng các cửa hàng để mua quần áo mới đúng không ạ? Yeah, I love checking out the shops for new clothes. Yeah, ok. Rồi, còn cái từ be này stop nghĩa là bỏ đói nhá. Ui giời, chẳng liên quan bỏ đói đây đúng không ạ? Ok. Vậy câu này chỉ có thể là a mà thôi nhá. À, còn câu dưới này, I hate shopping. Chẳng ai nói thế cả. Yeah. Người ta đang bảo là làm cái gì, bảo tôi ghét mua sắm vô duyên đúng không ạ? Nothing special, chắc gì đặc biệt cả, chỉ đi chụp ảnh thôi mà tôi. I took on the trip to Nepal. Yeah, ok. Took on a trip có nghĩa là gì? Kiểu là đi du lịch, nhưng mà đi du lịch kiểu ngắn ngày thôi, đi thường thường là đi bằng ô tô thì người ta sẽ là như kiểu là các bạn đi tham quan ở lớp cùng với các bạn thấy cô ạ, đó đó đó, thì người ta sẽ nói là took on the trip. Ok, rồi các bạn nhớ cho qua là ở đây nhá. Định nói gì quên nhỉ? Đây là một cái dạng bài gọi là câu giao tiếp. Mà đã là giao tiếp thì người ta phải rất là giống như kiểu là phải rất là phải vui vẻ này, phải lạc quan này. Đó, với giao tiếp tiếng Anh là như vậy, chứ đừng cho một cái gì đó nó rất là kiểu như là negative vào đây nha, kiểu như là nó rất là negative. Ok, tức là kiểu bi quan nhớ chưa? Ok nha. Ok, cô giới qua nào. Đấy, lại là một idiom tiếp. Đó. No, you're trying to suggest I should turn a blind eye and forget all about it. Rồi, câu này qua dịch như sao ạ? À, tôi đang cố gắng, I'm not trying, tôi đang không cố gắng để gợi ý là tôi nên gì đấy và quên tất cả mọi điều đó đi. À, quên hết đi ạ. Vâng, turn a blind eye, như kiểu mắt không thể nhìn ạ. Vâng, thế thì cái cấu trúc là turn a blind ấy có nghĩa là gì ạ? Không để mắt tới. Các lớp nghĩ đấy ạ, không để mắt tới, giả vờ không chú ý, không thèm chú ý luôn. Các ghi vậy đấy ạ, không chú ý đấy chưa? Rồi, vậy thì đồng nghĩa của nó sẽ là gì? Là criticize for có nghĩa là gì ạ? À, chỉ trích. Look into là điều tra, worried about là lo lắng đúng không? Wink wink wink, nháy mắt wink. Đúng không ạ? Vâng, đương nhiên là si rồi đúng không nha. Ok, wink kiểu không để ý luôn, không quan tâm. I don't care, I don't, ok, no problem for me, ok, I don't care, I have no time, ok, không thể nào để ý đâu đúng không ạ? Rồi, cô giới nhá. If that was done on a national scale, we
could wipe out this infectious disease. Infectious disease tức là kiểu như là bệnh lây nhiễm các bạn ạ. Wipe out tức là gì ạ? Xóa bỏ đi. Đúng không? Ok. Ở đây mình có từ skill. Cái từ skill nghĩa là cái skill nghĩa là cái cân mà các bạn. Vâng. Cái câu này qua gì cái sau nhá. Nếu như mà điều đó được làm ở trên gọi là phạm vi toàn quốc thì chúng ta sẽ xóa bỏ được cái loại bệnh lây nhiễm này. Xóa làm sao được mà xóa đúng không? Đấy, mình đang mãi giờ xóa được đây đúng không? Ok, just English, giờ tiếng Anh thôi đúng không? Vâng ạ. Vậy thì câu 22 của chúng ta sẽ là gì? Xóa bỏ tức là loại bỏ đúng không? Vâng, cho nên câu này của chúng ta là gì? Là gì nào? Establish là thành lập này, retain giữ lại này, maintain vẫn còn nguyên này. Vậy đương nhiên là xóa bỏ là gì? Eliminate. Thì này quen quá rồi đúng không? Cả lớp ghi ạ. Eliminate có nghĩa là xóa bỏ này, loại bỏ này. Ok. Rồi, ô đề này hay quá các bạn ạ. Quá hay luôn ý. Rồi, câu dưới qua nhá. Bài dưới là opposite in meaning. Tìm từ trái nghĩa nhé. Do you think it's okay for me to wear jeans to a job interview or do I need something a bit up, a bit more up market? Bạn nghĩ là tôi rất là ok khi mà tôi mặc quần jean đến buổi phỏng vấn việc làm và tôi có cần phải một cái gì đó. Vâng ạ, 23 của chúng ta sẽ là gì đây? Nào, a bit more. Vâng. Hay là tôi ở cái về về trước người ta nói là mặc quần jean có được hay không? Xong rồi về sau thì người ta lại hỏi là có cần một cái gì đó mà kiểu như là up là đi lên rồi. Market thì nó liên quan đến chợ rồi đúng không ạ? Vậy thì chúng ta có thể dự đoán là gì? Up market có nghĩa là kiểu như là những cái gì mà nó có kiểu tốt hơn, cao quý hơn, đúng không? Đó. Rồi bạn ghi vào nhá. Up market. Nào, bạn ghi đi. Cao quý hơn, tốt hơn. Đó. Thay vì là quần jean thì có gì tốt hơn không đúng không ạ? Vâng, vậy câu 23 của chúng ta trái nghĩa sẽ là gì? Sẽ là gì ạ? Sẽ là hello An Yên nhá. Rồi sẽ là A nhá. Cheap and poor quality. Có nghĩa là gì ạ? Rẻ và chất lượng thấp nha. Rồi câu dưới dễ hơn bạn ơi. không, thưa các bạn đâu có gì khó đâu, đúng không? Bình thường thôi. Nào. Đây là đề thi của trường đã thi rồi đấy các bạn ạ, trường Kim Liên năm ngoái đấy. Polish artist Paweł Kaczyński creates satirical paintings filled with thought-provoking messages about the world. Rồi, vậy 24 chúng ta sẽ là gì đây? Một họa sĩ người Ba Lan tên là Paweł Kaczyński đã tạo ra một cái bức tranh về các chiến sĩ. Ở đây chúng ta có cái từ này có nghĩa kiểu về quân đội ạ, đúng không? Với những cái thông điệp gì đấy về thế giới. Những cái thông điệp gì đó. Các bạn hoàn toàn có thể đoán được nghĩa từ thought provoking văn cảnh này. Thì trong văn cảnh này chúng ta nhớ là cho cô là nó sẽ mang nghĩa tích cực. Nhớ nhá. Nào, ok. Vâng ạ. Vâng, vậy thì 24 của chúng ta sẽ là gì đây? Đương nhiên mang thông điệp phải làm gì? Thúc gọi là gì nhỉ? Gọi là encourage người ta gọi là gì nhỉ? Encourage tiếng Việt là encourage. Khuyến khích đúng rồi. Gọi là khuyến khích đúng không ạ? Và còn cái lúc nghĩa đã thought provoking có nghĩa là khuyến khích. Mang tính khích lệ mà đúng không ạ? Vâng, cho nên 24 của chúng ta đây, trái nghĩa, bài này trái nghĩa. Vâng, cho nên câu này của chúng ta sẽ phải là C, đúng không? Cả lớp nghĩa là discouraging. Người ta dịch là không khuyến khích, không khích lệ người ta, làm nản lòng người ta đi. Nhá. Ok, còn đây chúng ta có từ inspirational, tức là có tính cảm hứng rồi đúng không? Ok, rồi. Trái nghĩa đúng rồi, chính xác. Cost effective, tức là gì ạ? Gọi là gì nhỉ? Tiếng Việt gọi là hiệu quả đúng không? Rồi, weather beaten tức là kiểu như là ốm đúng không? Rồi. Ok. Rồi các bạn ơi, bài của trường Kim Liên quá là hay luôn, cô khẳng định các bạn là quá là hay luôn vì nó toàn về từ vựng thôi này. Đúng không? Rồi, trường Kim Liên cũng là một cái trường điểm ở tại Hà Nội các bạn ạ. nhiều câu hay nhỉ, đúng không? Rất là nhiều câu hay. Rồi, nhưng buổi sau như thứ tư qua chữa cái đề của trường đề hai nó dễ hơn đấy các bạn ạ. Dễ hơn hẳn luôn ý. Đấy các bạn làm đi nha. Đề ba cũng dễ, dạ không, cũng toàn là câu chữ rất là quen thuộc thôi. Tức là bài này không phải là khó nhưng mà phần từ vựng nhớ các bạn cảm giác nó sẽ bị ấy một chút thôi, đúng không? Rồi, nào, quay nhà tiếp cô. Nào, tìm từ câu này sao? Bắt đầu từ câu này dễ hơn rồi. Rồi, 25 nào.
We should participate in the movement who is organized to conserve the natural environment. À, chúng ta nên tham gia vào cái movement, phong trào mà được tổ chức để bảo tồn cái gọi là nhà môi trường tự nhiên. Rồi, bài 25 của chúng ta ở đây sẽ là gì đấy các bạn? Đương nhiên là cô gạch chân cho bạn mất từ movement mất rồi đúng không ạ? Movement có nghĩa là phong trào, mà phong trào thì phải là vật, việc hoặc hiện tượng đúng không ạ? Vâng, đương nhiên là B rồi, chính xác. Rồi, Mason đúng rồi, chính xác. Câu này không thể sai được đúng không ạ? Làm sao mà dùng who được? Who dành cho người chứ đúng không ạ? Vâng, cho nên câu này mình sẽ đổi thành gì ạ? Which, đúng chưa? Ok, done. Câu 26 của anh ạ. Buying clothes are often a very time-consuming practice because those clothes that a person likes are rarely the one that fit him or her. Rồi, 26 sẽ là gì đây? Động từ đứng đầu câu. Động từ đứng đầu câu ở dạng vô in đóng vai trò là một chủ ngữ. Mà chủ ngữ đứng đầu câu là một động từ dạng vô in thì động từ phải chia số ít hay số nhiều. Đấy, cô gợi ý cho các bạn rồi đấy ạ. Đương nhiên phải chia số gì đây? Số ít còn gì nữa đúng không ạ? Vâng. Cho nên câu này con đổi cho cô thành yes. Ok. Câu này hỏi câu này mà cô phải đố với mình làm gì đúng không? Rồi, dễ nhá. Câu dưới là 27 nào. Chandler was shocked when his entire class seemed to come down with the same imaginative disease. Nào, Kendall bị sốc khi mà entire nghĩa là toàn bộ các bạn ạ. À, cả lớp dường như là gì đấy. À, các bạn biết không ạ? Ở đây mình có một cấu trúc môn thuở là gì ạ? Come down with. Người ta dịch là bị nhiễm bệnh. Đấy, các bạn ghi về đi. Come down with. Hai chấm. Bị nhiễm bệnh. Chẳng nghĩa ở đây lại bảo bị nhiễm bệnh tưởng tượng à? Đúng không? Với gọi biết cho qua là ở đây là mình có từ tính từ imaginative. Imaginative có nghĩa là gì nhỉ? À, có tính tưởng tượng đúng không? Tức là kiểu như là không phải có, tức là mình kiểu rất là sáng tạo đúng không? Vâng. Nhưng mà đây chỉ là bệnh tưởng tượng thôi. Đúng không? Vậy thì bệnh tưởng tượng tức là bệnh không có thật đấy các bạn ạ. À, giống như kiểu hồi bé nhé, các bạn hay chơi trò chơi đồ hàng với trẻ với các bạn của mình không ạ? Đấy đấy, xong rồi đứa làm bố, đứa làm mẹ, đứa làm con gì đấy. Thì đấy người ta gọi là imaginative. À sorry, imaginary game. À, trò chơi không có thật, trò chơi chỉ tính tưởng tượng thôi đúng không ạ? Yeah. So we say imaginary. Đấy, để chưa? Đổi cho cô thành thế này nhá. Yep. Rồi, tiếp tục. Nào, các bạn ghi nghĩa cô đi ạ. Ghi thêm, ghi lại nếu mà chưa kịp ghi nhá. Come down with có nghĩa là bị nhiễm bệnh. À, đây, câu này là D rồi. Cái này thực ra cái này là cái bản cô sửa mất rồi. So sorry. Yeah, okay. Rồi, câu 28 dễ hơn hẳn rồi các bạn ơi. Nào. You had better see a doctor if the headache does not wear off, she said to me. À, had better nghĩa là nên. Had better là nên. Còn không nên thì là gì các bạn nhỉ? Là gì biết không ạ? Had better not. Nhớ chưa? Chứ không phải had not better đâu. Ô, cô nói thì không thừa đâu. Nhiều bạn ghi là had not better đấy ạ. Bạn nên gặp bác sĩ nếu như bệnh đau của bạn không wear off, tức là không bị wear off có nghĩa là không bị biến mất đi ạ. Thì đây là không bị hết đau đầu đúng không ạ? Vâng, với 28 của chúng ta đây sẽ là gì? Câu này là một câu lời gì? Đương nhiên là lời khuyên rồi đúng không ạ? À, mà lời khuyên chúng ta phải dùng cấu trúc gì các bạn nhỉ? Đó là suggest that somebody do something hoặc là should do something. Nhớ chưa? Rồi, ở đây là cấu trúc order somebody to verb. À, đúng rồi, bạn Mason đúng đấy. Nha. Có nghĩa là yêu cầu ai làm gì đó. Insist that somebody do something. Đây là câu giả định rồi đúng không ạ? Vâng. Insist thì động từ phải nguyên dạng cho tất cả ngôn. Và có từ gì đây? That. Mình có cấu trúc remind somebody of doing something. Có nghĩa là gì ạ? Nhắc nhở ai về cái gì đó. Đúng không? Rồi, ok. Chị tôi gợi, tức là nhắc tôi phải sao nhỉ? Gặp bác sĩ nếu như mà bệnh đau đầu không hết đúng không ạ? Vâng. Tức là gọi là gì ạ? Gợi, tức là chị cái tôi làm cho tôi nhớ đến ạ. Cái câu insist somebody
À quên, remind somebody of doing something có nghĩa là nhắc nhở ai, gợi nhớ ai một cái điều gì đó mà, đúng không? Nhá. Rồi, ui, câu dưới rất là hay và rất là quen thuộc các bạn ạ. Cấu trúc. Cái cấu trúc nào của lớp 7? À đâu, lớp 6. Lớp 6 thí điểm nha. Rồi, my American friend finds difficult to pick up food with chopsticks. Một người bạn Mỹ ở Mỹ của tôi là thấy rất là khó để mà lấy gắp thức ăn bằng đũa. Đúng không ạ? Vâng. Vậy thì câu 29 của chúng ta sẽ là gì đây? Tức là người ta không quen, nhà nước ngoài ta không quen cầm đũa đâu các bạn ạ, đúng không? Rồi, vậy thì 29 của chúng ta chỉ có thể là không có thói quen làm gì đó. Cấu trúc là gì? Đương nhiên là đi, đúng không? Đó. Rồi. Người bạn Mỹ ở Mỹ của tôi là không có thói quen lấy thức ăn, gắp thức ăn bằng đũa nhá. Rồi, đừng có nhầm về cấu trúc là, các nhớ cho qua cấu trúc này, to be, used to cộng verb in, người ta dịch là có thói quen làm gì đó. Thấy chưa? Thấy chưa? Rồi, nó khác hoàn toàn với cấu trúc là used to verb. Được chưa? Use the verb có nghĩa là thường là gì đó. Thường là gì đó, nhưng mà tình huống ở trong quá gì? Quá khứ. Còn đây là có thói quen làm gì đó nhá. Tiếp tục 30. Cấu trúc này cũng lại hay, siêu hay nữa các bạn ạ. Couldn't help. Cấu verb in, cấu trúc này nghĩa là gì các bạn nhỉ? Không thể, không thể không làm gì đó, đúng không ạ? Vâng, tôi không thể nào không ngưỡng mộ cách mà anh ấy đã hoàn thành chương trình, thậm chí sau khi mà bị ngã, tức là bị thất bại đấy ạ, đúng không? Rồi, ok. Đấy, thất bại phải tiến lên, sợ quái gì, đúng không? Vâng, vậy câu 30 của chúng ta sẽ phải là gì đây? Là gì nhỉ? Cô nhìn thấy rồi. Thế là gì? Cô ấy chứng minh xem nhé. Cái cách mà anh ấy kết thúc chương trình thực sự là ngưỡng mộ. Vì cái gì nhỉ? Cái việc cú ngã đó không làm cho anh ta phải phải gọi là rung động nào. Chết rồi, buồn ngủ mất rồi. Cô xin lỗi chứng minh. Vâng, vậy câu này phải là gì đạ? Là gì đây? Trưa nay cô nằm ngủ rồi mà con cô lèo nhào, không biết là ngủ được. Nó nghịch đi. Đúng rồi, chuẩn luôn, con này phải là B nha. It was really a very bad fall. Nha, đúng rồi, chính xác. Đó thực ra là một cái cú ngã rất là gì ạ? Rất là đau đúng không? Đó, nhưng anh ta vẫn có thể, anh ấy vẫn có thể, nghe anh ta sợ quá, vẫn có thể làm sao hoàn thành chương trình và tôi rất là ngưỡng mộ anh ấy vì điều đó, đúng không? Còn đây mình có cấu trúc là to be able to verb này, có nghĩa là có khả năng làm gì đó, nhưng mà ở trong một cái tình huống rất là cụ thể các bạn nhé. Thế trong tình huống này là gì? Anh ấy bị ngã, hiểu không ạ? Chứ còn can I can swim, tức là cô có thể bơi, tức là cô đã có cái khả năng đó rồi. Được chưa? Nha. Còn đây trong tình huống cụ thể là bị ngã, đúng không? Cho nên phải là be able to. Ok. Rồi. Wow, cô giới quá là hay đúng không ạ? Cô 31, 32 rất là hay luôn này. Nào, Chuck graduated with a good degree. However, he joined the ranks of the unemployed. Chuck tốt nghiệp với bằng giỏi. Nhưng mà tuy nhiên anh ấy tham gia vào đội ngũ của kẻ thất nghiệp. Oh my goodness. Ok. The cộng với tính từ tạo thành một danh từ số nhiều các bạn nhá. Và người ta dịch là gì ạ? Người thất nghiệp. Được chưa? Rồi, vậy câu 31 ở đây của chúng ta sẽ phải là gì đây các bạn? Mặc dù tốt nghiệp với bằng giỏi nhưng anh ấy vẫn tham gia vào đội ngũ của những người thất nghiệp. Vâng ạ, vậy thì câu 31 của chúng ta phải là gì đây? Đúng, B á. B cô dịch nhá. Job tham gia vào đội ngũ những người thất nghiệp bởi vì anh ấy tốt nghiệp bằng giỏi. Ui, nói không ai dám bằng giỏi em ơi. Không đúng rồi. Câu này phải là C đúng không? Câu này phải là C chứ. Thực ra các bạn ơi, bây giờ rất nhiều người bằng giỏi vẫn đang thất nghiệp. Cái này đúng đấy các bạn ạ. Bởi vì đơn giản là họ trèo giỏi trên giấy tờ thôi, nhưng mà họ không thích học, như là đúng là kiểu một con mọt sách chín góc. Cô biết nhiều người như vậy, thậm chí có những người người ta học cả tiến sĩ thôi, nhưng mà nói thật với các bạn chẳng đâu ở đâu cả, họ chỉ biết chữ thôi nhưng họ không áp dụng thực tế được các bạn ạ, không nhanh nhẹn. Nói chung là các bạn phải, các nhớ chung là những kiến thức ấy
nó chỉ chiếm 30% thành công của con người thôi, còn 70% là các kỹ năng, nhiều kỹ năng lắm. Cho nên mình nói là học học nữa mãi, vì nói chung học cả đời không hết chuyện đúng không ạ? Ba nhá. He must have canceled his email account. I can't get hold of it. À, câu này qua gì là gì gọi nhỉ? Ba sẽ là gì đây? Nào, must have cộng phân thứ hai, người ta gì là anh ấy chắc hẳn đúng không? Là đã làm sao? À, bỏ cái tài khoản email rồi. Tôi không thể nào get hold of somebody, không thể kết nối anh ấy được đúng không? Không kết nối được vì anh ấy không, có thể là không dùng nữa đúng không ạ? À, vẫn sai đấy, chuyện bình thường em ạ. Mason nhá. Ok, vâng, vậy câu 32 của chúng ta sẽ phải là gì đây? Nào, bởi vì tôi không thể nào mà liên lạc được, chứ dường như là anh ta đã đóng tài khoản rồi đúng không ạ? Vâng, vậy câu này của chúng ta chỉ có thể là gì đây? Gì nhỉ? Là gì ạ? A nhá. Rồi, since I'm unable to get in contact with him, it seems certain that he has closed his email account. Được chưa? Rồi. Không lên được cho nghĩ là người ta không dùng tài khoản ấy nữa đúng không? Rồi, bài dưới nào. Nào, bài dưới nhá. Rồi. Bài dưới là một bài đúng lỗ. Và với dạng bài này chúng mình đọc hết một lượt cho cô để xem nào. À, bài này nói về cái gì nhá. Rồi, bài này nói về cái đô thị hóa, urbanization. Ok. Rồi. À, live tiếp thứ tư tuần này nhá. Cô ghi trên nhá. Cô ghi ở trên Face rồi mà nhà bọn mình không để ý rồi. 246 tuần này cô sẽ live vào 246. Bây giờ cô sẽ live nốt cái bài này nhá. Thôi mình đi ngủ nhá. Được chưa ạ? Rồi. Nào. Nào cô đầu tiên nhá. Sẽ là gì đây? Sẽ là gì đây? Organizations programs are being carry out có nghĩa là gì nhỉ? Thực hiện đúng không ạ? Và gọi là gì ạ? Chương trình đô thị hóa được thực hiện theo ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt ở những nước đông dân cư đúng không ạ? Ok. Với những cái đất đai thì rất là hạn chế và các nguồn tài nguyên thì cũng rất là hạn chế. Ở đây mình hiểu là resources có nghĩa là natural resources đấy các bạn ạ. Nhá. Ok, được rồi. Vậy thì dân cư đông đúc mình sẽ dùng densely là tính từ, là đông đúc. Vậy chúng ta sẽ cần một cái, à xin lỗi, một trạng từ, cô nói nhầm, một trạng từ. Vậy thì sau trạng từ phải là một phân từ hai, nghe chưa? Và đây là một cấu trúc rồi, các bạn ghi về đi. Densely populated, populated âm số 1, nghe chưa? Densely populated có nghĩa là gì ạ? Dân cư làm sao? Đông đúc, nghe chưa? Okay. It's natural outcome of economic development and industrialization. Ở đây chúng ta có từ outcome. Outcome có nghĩa là gì ạ? Kết quả, nghe chưa? Đó là kết quả rất là tự nhiên của việc phát triển nền kinh tế và sự công nghiệp hóa. It has brought a lot of benefits to our society. À, nó mang lại rất nhiều lợi ích trong xã hội của chúng ta. However, tuy nhiên, it also various problems for local authorities and town planners in the process of maintaining sustainable urbanization, especially in developing countries. Đúng không? Ok. Rồi, vậy thì câu 34 của chúng ta sẽ là gì đây? 34 là gì? Các bạn ơi, đây là một cấu trúc các bạn ạ. Tức là gì ạ? Mình có một cấu trúc là kiểu như là đe dọa cái gì đó. Các bạn hãy đưa mấy cấu trúc là gì ạ? Pose a threat to, à, đây của chúng nhá, tức là đe dọa đến cái gì đó đúng không? Rồi, vậy thì câu này của chúng ta đây là gì ạ? Nó tuy nhiên nó cũng mang lại những cái nhiều vấn đề khác nhau đối với những cái nhà chức trách của địa phương và những người làm sao quy hoạch của đô thị, của cái thị trấn đó đúng không? In the process, trong quá trình đúng không? Duy trì cái sự đô thị hóa ổn định, đặc biệt ở những nước đang phát triển. À, các bạn tưởng tượng mỗi lần đô thị hóa là cái gì nó cũng kiểu như là mới này, cơ sở hạ tầng này, rồi nó kêu thứ nó cũng nhiều chuyện vấn đề theo đúng không ạ? Rồi, ok. Rồi, vậy thì câu 34 của chúng ta sẽ là gì đây? Các bạn nhỉ? Đương nhiên là gì? Nó sẽ gì? Nó sẽ mang à nó sẽ làm sao? Mang lại nhiều vấn đề khác nhau đối với đúng không? Đây sẽ là pose nhá. Nghe vậy đi ạ. Và pose various problems. Thấy chưa? Rồi. Offer nghĩa là đề nghị hay là yêu cầu này.
Lead là dẫn dắt này, đúng không? Impose, impose có nghĩa là áp đặt. Rồi bạn Mason rất là giỏi luôn ạ. Tiếp tục nhé, cô bao nhiêu nào? Thì đây. When too many people cram into a small area, urban infrastructure can't be effective. Ở đây mình có cái tính từ effective, có nghĩa là gì các bạn nhỉ? Là rất là hiệu quả, đúng không? There will be a livable housing, energy and water supply. This will create overcrowded urban districts with no proper facilities. Currently, fast urbanization is taking place predominantly in developing countries where sustainable urbanization has little relevance to people's life. Ở đây mình có cái danh từ là relevance, có nghĩa là kiểu như là gọi là cái sự sự tương đương các bạn ạ, nhá. Rồi, vậy thì câu này 35 tuổi. 35. Ở 35 của chúng ta sẽ là gì đây? 35 ở đây các bạn này, nó ở tận đây này. Được chưa? Nhưng mà đã bán ở trên này này. Ok. Rồi, có giới tự ập các bạn ơi. Vậy thì 35 của chúng ta chỉ có thể là gì? Thiếu nhà ở, nhớ chưa? Nhà so we say to be like. Rồi, cũng chúc môn thừa rồi phải không các bạn? Đó nhá. Đó. Rồi, xong. Ok. Là thiếu nhà ở đúng không? Đó. Ok, rồi. 36 cái quan nào. Hence the struggle for. Wow, cấu trúc rất là hay các bạn này. Cái cuộc đấu tranh vì một cái gì đó, struggle for, đúng không? Rồi, vậy 36 của chúng ta là gì đây các bạn? 36 là gì đây? 36 là gì đây? Mới nay sắp được ngủ rồi. Sự tranh đấu về sự tồn tại, đúng không? Nha. Yeah. Cái này chỉ là dịch thôi đúng không ạ? Và cái đây sẽ là survival. Ok. Rồi, survive là động từ, người ta dịch là sống sót. Survival, người sống sót. Survival, đây là một danh danh từ sự sống sót nhá, bạn ghi vào đi. Rồi. Only when the quality of their existence is improved can they seek other high values in their life. Rồi, 37 của chúng ta chỉ có thể là gì đây? Seek là tìm kiếm, không phải ốm nữa nhá. Là tìm kiếm, mà tìm kiếm cái gì đó của chúng ta phải là gì? Seek for. À, tìm kiếm những cái giá trị rất là cao cho cuộc đời của họ, đúng không? Chính xác, cuộc đời chúng ta phải đi tìm giá trị cuộc đời của mình các bạn ạ. Nhá. Rồi, ok. Có bao nhiêu cậu đây? Ồ, hết rồi à? Thích cô này luôn. Rồi, bài này nói về accident, đúng không? Các bạn xem trước. Các bạn là làm cho cô nhá. Cô cho bạn đáp án luôn này. Không sao, đỡ phải chữa nữa. Làm đề khác luôn, làm đề 2 luôn. Đề 2 đề 3 sẽ dễ hơn đề kim lên một chút các bạn ạ. Rồi, 38 đáp án của chúng ta sẽ là đi đâu nhá. Cô cho các bạn đáp án luôn đấy các bạn nhé. Các bạn check của cô nhá. Rồi, 39 sẽ là gì đây ạ? Đợi cô một chút nào. 39 là B-boy nhé. Rồi, 40 là A nhé. 41 là C nhé. 42 là A nhé. Ok. Little knowledge. Little tức là không có hiểu biết luôn các bạn nhá, chứ phải ít hiểu biết đâu. Rồi, đi luôn nào. 43 là gì đây? 43 là C nhé. Widespread, lan rộng đúng không? 44 sẽ là gì? A nhá. Rồi, 45 sẽ là B nhé. Sustainable tức là ổn định nhá. 46 là D nhá. Saved. 47 là A nhé. Rồi, an toàn này, hữu cơ này và những nguyên liệu sao? Được gì? Được tái chế, đúng không? Rồi, 48 là C nhá. Và 49 là gì đây? 49 là D đó. D hay C nhỉ? D. Ok. Và cuối cùng là 50 A nhá. Rồi, hết done. Rồi, các bạn về nhớ cái là, và nhớ cho cô là học sinh ấy là hay bỏ dạng bài đọc hiểu lắm. Các bạn nhớ cho cô là dạng đọc hiểu, tại sao nên học nó? Bởi vì dạng bài đọc hiểu giúp chúng ta giỏi ngữ pháp, đương nhiên là từ vựng rồi. Và nhớ cho cô là hãy viết lại tất cả những cái từ mới mà mình cho rằng đó là mới với mình vào vở, các bạn có thể tra từ được, đúng không ạ? Rồi nha. Và khi mà các bạn vốn từ nó phong phú lên thì cái bài đọc hiểu nó sẽ dễ dàng với các bạn hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Rồi ok, quay gặp lại các bạn vào ngày thứ tư nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau chữa test 2 nhé. Cô xin lỗi, đây test 2 này, đây test 2 này, dễ hơn hẳn luôn đấy các bạn này.
Đó, dễ nản luôn ý, đây này, nhìn thấy dễ không? Khá là dễ luôn. Các bạn làm trước câu A đề 2 trước nhá. Hỏi thứ 6 thì sẽ chữa đề, tức là thứ 4 sẽ chữa đề 2 và thứ 6 sẽ chữa đề số 3. Đúng không ạ? Ok rồi, chúc Mason ngủ ngon nha, chúc bạn ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại. Chưa, không biết tắt đâu rồi. À, đây rồi.